Chị Hi Anh này, chị có nhớ rằng là trong một chuyến công tác một năm trước, chị và tôi đã có dịp tới Trung Quốc, một quốc gia có thể nói là rất phát triển về số hóa. Và chúng ta đã được chứng kiến là từ tài chính này, rồi là tiêu dùng này, và đáng chú ý là cả trong lĩnh vực nông nghiệp nữa, người dân Trung Quốc họ đã chuyển hết cuộc sống của họ, các cái nền tảng kinh doanh của họ lên chiếc điện thoại di động. Vâng, quả thực là một chuyến đi rất là ấn tượng. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó là những cái người nông dân Trung Quốc, và phải nói là Trung Quốc có hơn một nửa dân số là sống tại những vùng nông thôn, và những người nông dân Trung Quốc họ đã không để bị bỏ lại phía sau. Không biết anh còn nhớ không, nhưng mà tôi vẫn nhớ như in câu chuyện những người nông dân trồng ổi ở đảo Hải Nam ạ. Chắc Nhờ chắn rồi. bán ổi trên nền tảng thương mại điện tử, trên mạng internet mà họ bán được doanh số và doanh thu cao gấp nhiều lần so với việc đem ra hàng ra các cái phiên chợ quê. Đúng là như vậy. Và không chỉ ở Trung Quốc nữa đâu, mà câu chuyện kinh tế số của chúng ta ngày hôm nay chính là về những người nông dân của Việt Nam, khi mà việc bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử đang dần trở nên quen thuộc hơn. Những người nông dân ở miền Tây này sử dụng Facebook cá nhân để cập nhật liên tục hình ảnh, video về những sản phẩm mà mình vừa làm ra là trái cây, mật hoa dừa hay nhiều nông sản khác. Chuyển cái việc là bán hàng từ trực tiếp sang cái việc là bán hàng qua mạng để dễ tiếp cận với khách hàng hơn và mở rộng thị trường hơn. Khi mà mình đăng thì cái lượng tương tác trên đầu nhiều, người ta vô người ta xem, người ta thấy được ổn thì từ từ cái lượng mua hàng của mình nhiều. Còn tại Thừa Thiên Huế, hợp tác xã Mây Che Đan của ông Dinh lại lựa chọn cách bán hàng thông qua sàn hợp tác kinh tế do tỉnh nhà tự phát triển. Nhờ vậy mà hàng hóa vẫn tiêu thụ tốt. Năm nay mặc dù là dịch bệnh nhưng mà có ảnh hưởng không đáng kể. Doanh thu năm nay cũng tương đối là cũng rất phấn khởi. Mặc dù vậy, việc người dân còn thiếu thông tin cũng như các kỹ năng kinh doanh trên môi trường số khiến họ còn nhiều khó khăn khi tham gia các sàn thương mại điện tử chuyên nghiệp. Thực ra mà nói là khi mà triển khai một cái sàn cho nên hiệu quả nó rất khó. Vì trong quá trình triển khai sàn thì thường phải là phối hợp chỉ đạo hỗ trợ thêm các cái lực lượng tình nguyện, các lực lượng thanh niên để tiếp cận và hỗ trợ người dân cung cấp cái thông tin để lên đó. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam từng khảo sát 65 doanh nghiệp địa phương để tham gia chương trình làng nghề đặc sản online. Nhưng đáng tiếc, chỉ có duy nhất một đơn vị đáp ứng yêu cầu đề ra. Nó không đơn thuần là một ai có thể làm được, mà nó phải làm một chuỗi từ sản xuất cho đến lưu thông, cho đến cái thị trường và đặc biệt là cái hạ tầng. Theo thống kê từ Sen Đỏ, số gian hàng thực phẩm chiếm khoảng 30% trên tổng số 35.000 gian hàng trên sàn thương mại điện tử này. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là các mặt hàng đồ ăn chín, cơm văn phòng, còn nông sản khá hạn chế. Một phần nguyên nhân được cho là do điều kiện sơ chế, bảo quản còn thiếu, cũng như chi phí logistics cao. Vì thế, thị trường chủ yếu là của các nhà sản xuất lớn, chứ chưa thực sự đến với người nông dân.